Xin chào các em. Hôm nay cô tiếp tục chia sẻ với các em bài tập quy luật phân ly độc lập, bài tập dạng 3. Trước khi giải bài tập dạng 3, cô giới thiệu với các em có hai dạng phép Lai sau. Thứ nhất, phép Lai tự thụ phấn. Ở phép Lai một cặp tính trạng. Trường hợp thứ nhất, bố mẹ đem Lai, đồng hợp trọi Lai với đồng hợp trọi. Bố mẹ đem Lai, dị hợp Lai với dị hợp. Bố mẹ đem Lai, đồng hợp lặn Lai với đồng hợp lặn. Trường hợp này chúng ta gọi là phép Lai tự thụ phấn, có nghĩa là kiểu gen của cây mẹ và cây bố giống nhau. Cô lấy ví dụ phép Lai tự thụ phấn, dị hợp 3 cặp gen Lai với dị hợp 3 cặp gen, hoặc dị hợp 4 cặp gen Lai với dị hợp 4 cặp gen. Muốn tính số loại giao tử, sử dụng công thức bằng 2 lũy thừa n số tổ hợp giao tử, có công thức 2 lũy thừa n nhân cho 2 lũy thừa n số loại kiểu gen 3 lũy thừa n, tỷ lệ kiểu gen 121 lũy thừa n, số loại kiểu hình 2 lũy thừa n, tỷ lệ kiểu hình 31 lũy thừa n. Đây là công thức tổng quát với n là số cặp gen dị hợp. Khi các em gặp phép Lai tự thụ phấn, các em áp dụng công thức tổng quát. Trường hợp thứ hai, đối với phép Lai tạp giao. Phép Lai tạp giao là gì? Cô lấy ví dụ Lai một cặp tính trạng. Trường hợp thứ nhất, bố mẹ đem Lai, đồng hợp rọi với đồng hợp lặn. Tạp giao nghĩa là gì? Kiểu gen của bố và mẹ khác nhau. Trường hợp 2, dị hợp Lai với đồng hợp lặn. Trường hợp 3, đồng hợp rọi Lai với dị hợp. Ví dụ 3 cặp gen dị hợp Lai với là 2 cặp gen dị hợp và 1 cặp đồng hợp, hoặc 4 cặp gen dị hợp Lai với 2 cặp gen dị hợp và 2 cặp gen đồng hợp. Trường hợp này chúng ta gọi là phép Lai tạp giao. Đối với phép Lai tạp giao, muốn tính số loại giao tử, sử dụng công thức 2 lũy thừa n giao tử của mẹ, 2 lũy thừa n giao tử của bố. Số tổ hợp giao tử của mẹ 2 lũy thừa n kết hợp với giao tử của bố 2 lũy thừa n qua thụ tinh. Số loại kiểu gen chung bằng số loại kiểu gen riêng của mỗi cặp nhân với nhau. Đối với số loại kiểu hình chung cũng bằng số loại kiểu hình riêng của mỗi cặp nhân với nhau. Trong trường hợp đối với phép Lai tự thụ phấn mà các em quên công thức tổng quát thì các em cũng có thể áp dụng tương tự như phép Lai tạp giao cũng được. Bài tập ứng dụng dạng 3, xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con, dạng phép Lai thuận. Phép Lai thuận là gì? Nghĩa là đề cho chúng ta các dự kiện của thế hệ bố mẹ, yêu cầu chúng ta tìm tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình ở đời con. Câu số 1, ở một loài cây, A lớn trọi cây cao, A nhỏ quy định cây thấp. Gen B lớn quy định quả tròn, B nhỏ quy định quả bầu. Sự di truyền của các gen phân ly độc lập. Câu 1A, phép Lai cho F1 có tỷ lệ kiểu gen là, xác định từng cặp cho cơ ha. Phép Lai thứ nhất nè, A lớn, A nhỏ, Lai với A nhỏ, A nhỏ. Thì đây là phép Lai phân tích cho F1 có tỷ lệ kiểu gen là 1:1. Phép Lai thứ hai nè, như vậy phép Lai dị hợp một cặp gen Lai với dị hợp một cặp gen thì cho F1 có kiểu gen là 1:2:1. Như vậy các em lấy cái tỷ lệ của cặp thứ nhất là 1:1, các em nhân với tỷ lệ của cặp thứ hai là 1:2:1 thì ra với tỷ lệ là 1:2:1. Đáp án là câu B. Câu 1B, phép Lai cho F1 có tỷ lệ kiểu hình là, kiểu hình nha, kiểu hình thì các em xác cũng giống hình ở trên. Trường hợp phép Lai thứ nhất nè, cặp A dị hợp Lai với đồng hợp thì cho chúng ta kiểu hình là gì? Một trọi một lặn. Cặp B dị hợp Lai với dị hợp thì cho chúng ta tỷ lệ kiểu hình là 3 trọi một lặn. Như vậy các em lấy tỷ lệ kiểu hình của cặp thứ nhất nhân với tỷ lệ kiểu hình cặp thứ hai thì chúng ta ra đáp án đó là câu C, 3:3:1:1. Câu 2, ở một loài thực vật, cặp A len A lớn A nhỏ quy định chiều cao thân, cặp A len B lớn B nhỏ quy định màu sắc hạt. Phép Lai nào dưới đây có khả năng cao nhất để thu được một cá thể có kiểu gen? Để thu được cá thể có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ được kết hợp bởi giao tử A lớn B lớn của mẹ với A lớn B nhỏ của bố. Như vậy thì bố hoặc mẹ cho được hai loại giao tử này. Giờ chúng ta xét câu A.
dị hợp hai cặp gen lai với dị hợp hai cặp gen thì cho được A lớn B lớn và A lớn B nhỏ. Có câu B, dị hợp hai cặp gen cho được A lớn B lớn, A lớn A lớn, B lớn B nhỏ thì cho được A lớn B nhỏ. Trường hợp câu B có. Câu C, đồng hợp trọi A lớn và đồng hợp trọi B lớn thì cho ra được giao tử A lớn B lớn. Trường hợp đồng hợp lẫn A nhỏ, dị hợp B lớn, A nhỏ thì cho ra A lên A nhỏ, không có A lớn. Như vậy trường hợp này là sai, không tạo ra được giao tử A lớn B nhỏ. Câu D, dị hợp với dị hợp tạo được giao tử A lớn B lớn, A lớn A nhỏ với B lớn thì không tạo được giao tử A lớn B nhỏ. Câu D sai. A và B có tạo được giao tử A lớn B lớn và A lớn B nhỏ. Phép lai nào dưới đây có khả năng cao nhất? Các em chọn cho cô đáp án là câu B. Ở câu B, bố hoặc mẹ đem lai có kiểu gen giống với cá thể con cần tìm, tạo ra cá thể con có kiểu gen giống với bố hoặc mẹ là cao nhất. Câu 3, cho cây có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen giao phối với cây có kiểu gen, biết các cặp gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau và trọi hoàn toàn. Đây là điều kiện. Số loại kiểu gen và kiểu hình có thể tạo ra ở thế hệ sau là. Như vậy cô viết phép lai ha. Cây có kiểu gen dị hợp 3 cặp lai với cây có kiểu gen dị hợp 2 cặp, 1 cặp đồng hợp. Yêu cầu tìm số loại kiểu gen, số loại kiểu hình, kiểu gen bằng. Đây là phép lai tập giao. Như vậy muốn tìm kiểu gen chung thì chúng ta lấy số kiểu gen riêng nhân với nhau. Cặp A dị hợp lai với dị hợp cho 3 loại kiểu gen. Cặp B dị hợp lai với dị hợp cho 3 loại kiểu gen. Cặp D dị hợp lai với đồng hợp trọi cho 2 loại kiểu gen. Như vậy 3 × 3 × 2 = 18. Rồi tương tự muốn tìm số loại kiểu hình thì các em cũng lấy số loại kiểu hình chung thì bằng số loại kiểu hình riêng nhân với nhau. Cặp A dị hợp lai với dị hợp cho 2 loại kiểu hình là 3 trọi 1 lặn. Như vậy trọi là 1, lặn là 2, 2 nha. Dị hợp lai dị hợp cho 2 loại kiểu hình. Cặp D dị hợp lai với đồng hợp trọi cho ra 1 loại kiểu hình. Như vậy ta nhân lại với nhau thì ta được là 4. Các em chọn cho cô đáp án là câu C, 18 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. Câu 4, ở đầu Hà Lan, A lớn quy định hạt vàng trọi so với A nhỏ hạt xanh, B lớn quy định hạt trơn trọi so với B nhỏ quy định hạt nhân. Sự di truyền của hai cặp tính trạng này không phụ thuộc vào nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh nhân ở F1? Như vậy hạt xanh nhân là hạt mang gen lặn A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Và hạt xanh nhân này được tạo nên từ giao tử A nhỏ B nhỏ kết hợp với giao tử A nhỏ B nhỏ. Như vậy cả bố và mẹ đều cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Xét câu A, dị hợp với đồng hợp lặn B, đồng mà dị hợp với đồng hợp lặn B nhỏ thì sẽ cho ra được giao tử A nhỏ B nhỏ. Đồng hợp lặn A nhỏ với dị hợp B lớn B nhỏ thì sẽ cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Trường hợp A, câu A có. Câu B, dị hợp thì cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Tương tự ha, dị hợp cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Câu B này có luôn. Câu C, dị hợp với dị hợp cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Đồng hợp lặn cặp A, cặp B cũng cho được giao tử A nhỏ B nhỏ. Câu C có. Câu D, đồng hợp lặn A nhỏ với đồng hợp trọi B lớn thì không tạo được giao tử A nhỏ B nhỏ. Trường hợp cá thể bên này có. Như vậy câu D là không tạo được cá thể con có kiểu hình hạt xanh nhân. Chọn đáp án là câu D. Câu 5, cây có kiểu gen tự thụ phấn sẽ tạo ra đời con có kiểu hình trọi cả bốn tính trạng là. Cây có kiểu gen tự thụ phấn. Tự thụ phấn nghĩa là kiểu gen của bố và mẹ giống nhau. A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, C lớn C lớn, D lớn B nhỏ, lai với. Tạo ra đời con có kiểu hình trọi cả bốn tính trạng. Kiểu hình trọi ở đây bao gồm cả hai trường hợp trọi đồng hợp và trọi dị hợp nhé các em. Muốn tìm kiểu hình trọi cả bốn tính trạng ở đời con thì chúng ta sẽ có kiểu gen sao?
A lớn gạch, B lớn gạch, C lớn gạch và D lớn gạch. Các em lưu ý, đối với phép like, dị hợp, like với dị hợp. Thì các em cộng phần trọi này nè, thì chúng ta được là 3/4 A lớn gạch. Như vậy 3/4 A lớn gạch này tức là phần trọi. Rồi chúng ta xét cặp A dị hợp lai với dị hợp, cho ra A gạch là 3/4. Cặp B dị hợp lai với dị hợp, cho ra B lớn gạch tương tự nha, bằng 3/4. Cặp C đồng hợp trọi lai với đồng hợp trọi, đồng hợp lai với đồng hợp chỉ cho ra một loại duy nhất. Cặp D dị hợp lai với dị hợp nhân là 3/4. Rồi các em nhân các con số này lại với nhau, chúng ta được là 27/64. Các em chọn cho cô đáp án đó là câu B. Câu 6, lai động Hà Lan thuần chủng thân cao hạt trơn với cây thân thấp hạt nhân, thu được F1 toàn thân cao hạt trơn. Cho F1 lai phân tích thu được đời con có tỷ lệ kiểu hình là ở thế hệ bố mẹ thuần chủng thân cao hạt trơn lai với cây thân thấp hạt nhân, tức là A lớn A lớn, B lớn B lớn, thuần chủng mang gen đồng hợp, tạo ra F1 dị hợp hai cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Sau đó cho cây F1 lai phân tích trọi dị hợp lai với đồng hợp lặng kiểu hình bằng bao nhiêu. Vì vậy các em xét từng cặp ha. A dị hợp lai với đồng hợp cho ra kiểu hình có tỷ lệ là gì? 1 1. Rồi cặp B dị hợp lai với đồng hợp lặng cho ra kiểu hình 1 1 luôn. Như vậy cặp A cho 1 1, cặp B cho 1 1. Các em nhân lại với nhau thì ta được 4 con số 1. Đáp án câu A. Câu 7, cho cá thể dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn, tức là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Biết các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau tác động riêng rẽ và trọi hoàn toàn. Đây là câu điều kiện. Số loại kiểu gen kiểu hình có thể tạo ra ở thế hệ sau. Rồi như vậy cô ghi cái phép này ra ha. Dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn. Đây là phép lai tự thụ phấn, kiểu gen bằng cặp A dị hợp lai với dị hợp cho 3 loại kiểu gen. Cặp B dị hợp lai với dị hợp cho 3 loại kiểu gen, 3 nhân 3 là 9. Kiểu hình cặp A dị hợp lai dị hợp cho 2 loại kiểu hình. Cặp B dị hợp lai dị hợp cho 2 loại kiểu hình, 2 nhân 2 là 4. Như vậy chúng ta có 9 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. Chọn cho cô đáp án là câu C. Câu 8, ở đậu Hà Lan, gen A lớn thân cao, A lên A nhỏ thân thấp, gen B lớn hoa đỏ, A lên B nhỏ hoa trắng, nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đây là câu điều kiện. Cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn tạo được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lý thuyết thì xác suất các thể đồng hợp về hai cặp gen thu được ở F1 là. Các em chú ý cho cô cụm từ tính theo lý thuyết. Cô ghi phép lai này ha. Cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn được F1 dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn cho được F1. Đây là quy luật phân ly độc lập của mình đen. Các em học thuộc lòng cho cô nè. 9 A lớn gạch, B lớn gạch, 3 A lớn gạch, B nhỏ B nhỏ, 3 A nhỏ A nhỏ, B lớn gạch, 1 A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Các em học thuộc lòng cho cô cái phần kết quả phép lai ở F1. Và các em lưu ý ở đây người ta hỏi, tính theo lý thuyết thì xác suất các thể đồng hợp về hai cặp gen thu được F1. Như vậy đồng hợp về hai cặp gen thì trong số 9 A lớn gạch, B lớn gạch thì chúng ta có 1/16 A lớn, B lớn đồng hợp về hai cặp gen. Trong 3 cái A lớn gạch, B nhỏ thì chúng ta có 1/16 A lớn, B nhỏ.
Rồi trong 3A nhỏ nhỏ B lớn gạch thì chúng ta có 1 phần 16 A nhỏ B lớn B lớn và 1 phần 16 A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Như vậy ta có tổng số là 4 phần 16 cá thể đồng hợp về hai cặp gen, mà 4 phần 16 chúng ta đơn giản thì còn lại là 1 phần 4. Các em chọn cho cô đáp án là câu A. Câu 9, hai cơ thể có kiểu gen giao phối với nhau, tất cả các gen đều phân ly độc lập, tỷ lệ các con có kiểu gen giống bố mẹ ở đời sau là, cô ghi phép này. Giao phối với nhau. Tìm kiểu gen ở đời con giống bố mẹ. Như vậy các em chú ý cho con nè, kiểu gen của mẹ giống với bố, và tìm kiểu gen của con cũng giống bố mẹ luôn. Xét từng cặp nè. Cặp A dị hợp, là dị hợp, cho dị hợp 2 phần 4 nhân. Cặp B dị hợp, là dị hợp, cho dị hợp 2 phần 4 nhân. Cặp C dị hợp, là dị hợp, cho dị hợp 2 phần 4. Cặp D dị hợp, là dị hợp, cho dị hợp 2 phần 4. Cặp E dị hợp, là dị hợp, cho dị hợp 2 phần 4. 2 phần 4 các em đơn giản, còn lại là 1 phần 2. Như vậy 1 phần 2 nhân với nhau thì chúng ta được là 1 phần 32. Đáp án là câu B. Câu 10, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và trọi là trọi hoàn toàn. Tính theo lý thuyết, phép Lai sẽ cho đời con có kiểu hình 3 tính trọi, 1 tính lặng ở đời con chiếm tỷ lệ là. Rồi bây giờ các em thấy phép Lai nè, dị hợp 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 4 cặp gen dị hợp lại với nhau. Đời con có 3 tính trọi, 1 tính lặng. 3 tính trọi là như thế này. Bằng bao nhiêu? Các em áp dụng cho cô công thức C M của A nhân với là phần trọi. Phần trọi là 3 phần 4 hết em. 3 tính trọi như vậy, 3 phần 4 mũ 3, nhân với 1 tính lặng. Tính lặng là 1 phần 4 mũ 1. Rồi các em thấy số rồi ha. M là số cặp gen dị hợp, có 4 cặp gen dị hợp. Như vậy C 4. A là chỉ tính trạng trọi. Như vậy ở đây có 3 tính trọi. 3 tính trọi thì ta thấy A 3 nhân với 3 phần 4 tỷ thừa 3 nhân với 1 phần 4 tỷ thừa 1. Các em bấm máy giùm cô cái công thức này thì chúng ta ra được là 27 phần 64. Các em chọn cho cô đáp án là câu D. Trước khi giải câu 11, các em hãy cho cô một like và một đăng ký để ủng hộ cô nhé các em. Câu 11, cho mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân ly độc lập, phép Lai nào cho tỷ lệ phân ly kiểu gen ở đời con 121, 121. Như vậy ở đời con có tỷ lệ kiểu gen 121, 121 là gì? Là 11 nhân với 121. Các em nhân hai tỷ lệ này thì chúng ta ra được là 121, 121. Trường hợp thứ nhất nè, 11 là phép Lai phân tích A lớn A nhỏ, Lai với A nhỏ nhỏ. Trường hợp thứ hai, cho ra tỷ lệ 121 là dị hợp hai cặp gen Lai với nhau. Xét câu A nè, dị hợp, Lai dị hợp, cho được 121 nhé các em. Nhưng mà đồng hợp với đồng hợp là không cho được tỷ lệ 11, sai. B, dị hợp, Lai với đồng hợp, cho được 11 nè. Đồng hợp gia với dị hợp cho 11 nữa. Như vậy không tạo ra được, sai. Câu C, dị hợp, Lai dị hợp, cho tỷ lệ là 121. Cặp B, dị hợp, Lai dị hợp, cho tỷ lệ là 121, sai. Câu D, đồng hợp Lai với dị hợp cho 11. Dị hợp, Lai dị hợp, cho ra 1, 2, 1 nhân với nhau.
thì chúng ta được kết quả là 121 121. Như vậy đáp án là câu D. Câu 12, ở một loài thực vật, ở người tiến hành các phép lai sao? Chúng ta có 4 phép lai. Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen. Dị hợp 3 cặp tức là kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Cặp A nè, dị hợp, lai dị hợp cho dị hợp có ha. Cặp B dị hợp, lai dị hợp. Cặp D dị hợp, lai dị hợp. Như vậy trường hợp câu 1 là có tạo ra. Câu 2, cặp A dị hợp, lai dị hợp cho được cặp A dị hợp. B nè, đồng hợp B lớn mà lai với B lớn thì không thể cho được B lớn mà nhỏ. Trường hợp câu 2 sai. Tương tự ý thứ 3 nè, đồng hợp A lớn lai với A lớn thì không thể cho được A lớn A nhỏ. Như vậy ý 3 này sai luôn nhé các em. Ý 4, dị hợp lai dị hợp cho ra dị hợp, đồng hợp trọi lai với dị hợp cho ra dị hợp đúng. Dị hợp lai với đồng hợp trọi cho ra dị hợp đúng. Như vậy ý 4 này có. Câu D 14. Câu 13, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và gen trọi là trọi hoàn toàn. Tính theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho tỷ lệ đời con có 8 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình? Kiểu gen bằng 8. Bằng 8 này nghĩa là gì? Nghĩa là 2 nhân 2 nhân 2. Đây là lai 3 cặp gen ha. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân 2 nhân 2 nhân 2. Tương tự kiểu hình. Kiểu hình là 3 cặp bằng 4. Bằng 4 thì chúng ta sẽ có trường hợp là 2 nhân 2 và nhân 1. Các em xét những trường hợp nào mà cho ra được kết quả này thì là đúng. Câu A, xét kiểu gen bằng cặp A là dị hợp, lai dị hợp cho ra 3. Cặp B là dị hợp, lai với đồng hợp lặng cho ra 2. Nhân đồng hợp lặng, lai với dị hợp cho ra 2. Cặp D. Như vậy 3 nhân 2 nhân 2 bằng 12. Kiểu hình nè, cặp A dị hợp, lai dị hợp cho hai kiểu hình. Dị hợp lai với đồng hợp lặng cho hai kiểu hình. Cặp D đồng hợp lặng lai với dị hợp cho hai dị hình là bằng 8. Như vậy câu A này sai. Câu B thì kiểu gen bằng cặp A dị hợp lai với dị hợp cho ra 3. Cặp B dị hợp lai dị hợp cho ra 3. Cặp D dị hợp lai với đồng hợp trọi cho ra 2. 3 ngay là 9. 9 2 18. Kiểu hình dị hợp lai dị hợp cho ra 2. Cặp B dị hợp lai dị hợp cho hai kiểu hình. Cặp D dị hợp lai với đồng hợp trọi cho một kiểu hình bằng 4. Nhưng 18 kiểu gen là sai rồi. Câu C, kiểu gen bằng dị hợp lai với đồng hợp cho ra 2. Dị hợp lai với đồng hợp cho 2. Dị hợp lai với đồng hợp trọi cho 2 bằng 8. Kiểu hình dị hợp lai với đồng hợp lặng cho hai kiểu hình. Dị hợp lai với đồng hợp lặng cho hai kiểu hình. Dị hợp lai với đồng hợp trọi thì cho một kiểu hình nhé các em. Vậy bằng 4. Như vậy trường hợp câu C là đúng nhé các em. Cho 8 kiểu gen và 4 kiểu hình. Còn ở câu D nè, câu D mình tính kiểu gen nè. Thôi nó sai đâu. Dị hợp lai với đồng hợp cho 2. Dị hợp lai với đồng hợp cho 2. Dị hợp lai với đồng hợp cho 2. 8 kiểu gen là đúng nha. Nhưng mà kiểu hình là sai nè. Đây là phép lai phân tích 3 cặp, cặp A cho 2, cặp B cho 2, cặp D cho 2. Vậy là bằng 8 kiểu hình luôn. Như vậy là sai. Câu 14, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và gen trọi là trọi hoàn toàn. Tính theo lý thuyết phép lai sẽ cho đời con có kiểu hình 2 tính trọi và 2 tính lặng. Nhóm tỷ lệ là, đây là phép lai từ thủ phấn, 4 cặp gen dị hợp lai với nhau thì cho ra đời con có 2 trọi và 2 lặng bằng bao nhiêu. Như vậy 2 tính trọi và 2 tính lặng, xác suất xảy ra cho mỗi trường hợp là bao nhiêu? Chúng ta sử dụng công thức là gì? CNA nhân cho A lớn gạch B lớn gạch là phần trọi. Phần trọi có 2, vậy nhân cho phần trọi là 3/4. Lý thứ 2, 2 tính lặng, mà tính lặng là 1/4 nhé các em. Mũ 2. Rồi các em thấy chưa? Là 4 gặp gen dị hợp N4. A là phần trọi là 2, nhân cho bằng. Các em triển khai công thức và bấm máy dùm con. Như vậy chúng ta được là 27/128. Các em chọn cho cô đáp án là câu C. Câu 15, tính theo lý thuyết
Phép tay nào dưới đây cho đời con có tỷ lệ phân ly kiểu xem 1:1. Như vậy mình xét từng trường hợp nha. Câu A, dị hợp lai với đồng hợp trội, trường hợp này cho ra tỷ lệ 1:1 nè của cặp A. Cặp B, đồng hợp lặng lai với đồng hợp trội thì cho ra 1. Cặp D, đồng hợp trội lai với đồng hợp lặng thì cho ra 1. Như vậy 1:1 mà nhân với 1 nhân với 1 thì sẽ cho ra tỷ lệ là 1:1. Trường hợp câu A đúng nha. Tương tự chúng ta làm cho câu B nè, đồng hợp lai với dị hợp thì cho kiểu xem là 1:1. Cặp B, dị hợp lai với đồng hợp cho kiểu xem là 1:1. Dị hợp lai với dị hợp cho kiểu xem là 1:1. Như vậy 3 lần 1:1 mà nhân với nhau thì không thể cho ra tỷ lệ là 1:1 được. Trường hợp câu B sai. Tương tự C và D các em cũng xét giống như vậy ha, thì cũng cho ra kết quả không phải là 1:1. Câu 16, ở đậu Hà Lan, sen A lớn thân cao, A lên A nhỏ thân thấp, sen B lớn hoa đỏ, A lên A nhỏ hoa trắng, nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen, tự thụ phấn thu được F1 nếu không có đột biến tính theo lý thuyết. Trong số cây thân cao hoa đỏ F1 thì số cây thân cao hoa trắng dị hợp chiếm bao nhiêu? Như vậy tính theo lý thuyết thì các em nhớ lại cho cô phép lai, quy luật phân ly độc lập, dị hợp hai cặp gen lai với nhau. Thì các em nhớ cho cô cái kết quả F1 chính A lớn gạch B lớn gạch. Trong số cây cao hoa trắng F1, cao là A lớn và hoa trắng là B nhỏ. Như vậy cây này là cao trắng nè. 3 trong tổng số của cây cao trắng thì nó sẽ có 1 là A lớn, B nhỏ và 2 phần 3 là A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Như vậy người ta hỏi cây cao hoa trắng dị hợp chiếm bao nhiêu? Như vậy trong tổng số này là 3 nhé các em. Thì cây cao đồng hợp nè thì nó sẽ chiếm là 1/3. Còn lại 2/3 cây cao dị hợp. Như vậy cây cao dị hợp này chiếm 2/3. Các em chọn cho cô đáp án là câu D. Câu 17. Ở đậu Hà Lan, gen A lớn thân cao, A nhỏ thân thấp, B lớn hoa đỏ, B nhỏ hoa trắng, nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn nếu không có đột biến tính theo lý thuyết. Số cây thân cao hoa đỏ ở F1 thì số cao đỏ thuần chủng chiếm tỷ lệ là. Như vậy thì tương tự như câu 16 nha các em. Phép lai dị hợp hai cặp gen, đây là quy luật phân ly độc lập. Ở F1 chúng ta có 9A lớn gạch B lớn gạch thì đây là cây cao đỏ. Như vậy trong 9 cây thân cao hoa đỏ F1 thì người ta hỏi là cái cây thuần chủng cao đỏ chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Như vậy chúng ta có những trường hợp nè: 1/9 A lớn A lớn B lớn B lớn, 2/9 A lớn A lớn B nhỏ, rồi 2/9 A lớn A nhỏ B lớn B lớn, và 4/9 A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. Và trong số đó thì chúng ta có 1/9 cao đỏ thuần chủng. Các em chọn cho cô đáp án là câu B. Tương tự câu 18 nè nha. Tính theo lý thuyết xác suất thu được cây đậu thân cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen F1. Thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen F1 thì chúng ta thấy nè, thân cao hoa đỏ mà dị hợp về hai cặp gen ở F1, trong tổng số cao hoa đỏ thì chiếm 4/9 dị hợp về hai cặp. Các em chọn cho cô đáp án là câu D. Câu 19. Với 3 cặp gen trội lặng hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sẽ cho thế hệ sau. Chúng ta xét kiểu hình nào. Cặp A, dị hợp lai với đồng hợp cho hai loại kiểu hình. Cặp B, dị hợp lai với đồng hợp trội cho một loại kiểu hình. Cặp D, dị hợp lai với dị hợp cho hai loại kiểu hình. Như vậy 2 x 1 x 2 bằng 4 kiểu hình, kiểu gen nè.
Cặp A dễ apply với đồng học nặng cho hai kiểu gen. Cặp B dễ apply với đồng học rọi cho hai kiểu gen. Cặp D dễ apply với dễ hợp cho là ba kiểu gen. 2 × 2 × 3 = 12. Như vậy có 4 kiểu hình và 12 kiểu gen. Các em chọn cho cô đáp án là câu A. Câu 20. Ở cà chua A lớn quy định hoa đỏ trọi hoàn toàn so với A nhỏ quy định hoa vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp từ thụ phấn được F1, xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ thu được F1. Nè, ở đây cô ghi cho các em phép này nè. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn thì cho ra F1. Như vậy tổng quả đỏ chúng ta nhận được là 3/3. Cây quả đỏ đồng hợp là cây quả đỏ này. Trong 3 thì cây quả đỏ đồng hợp này chiếm 1/3. Như vậy ta có quả đỏ đồng hợp bằng 1/3. Mà 3 cây như vậy thì 1/3 × 1/3 × 1/3 ta bằng 1/27. Đáp án câu B. Câu 21. Phép lai tạo bao nhiêu dòng thuần về 2 gen trọi ở thế hệ sau? Dòng thuần về 2 gen trọi là A lớn, B lớn, B lớn, B nhỏ, D nhỏ. Trường hợp thứ hai nè. A lớn, B nhỏ, B nhỏ, D lớn, D lớn. Trường hợp thứ ba nè. A nhỏ, B lớn, D lớn, D lớn. Như vậy thì chúng ta sẽ có được 3 dòng thuần. Các em chọn đáp án là câu B. Cô vừa chia sẻ với các em bài tập dạng 3, quy luật phân ly độc lập, bài tập thuận. Các em xem video thấy hay, hãy cho cô một like và một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các em.